Chào anh em bán kênh Wasabi. Đến ngày lên giới thiệu với anh em một cây dáng huyền đẹp nha quý anh em. Cái này là dáng bán đổ á, ha, nửa trực nửa đổ với anh em. Mùa vẽ trước của nó rất là sai nha quý anh em. Anh em cần mình chạy xem video ha. Mùa này mình mới bấm giật mình làm tay chi lại cho quý anh em. Cho là tay chi trước nó chưa có được dây, này mình bấm giật mình làm mà tay bánh nó cho đẹp quý anh em. Để con nó khỏi phải chơi luôn. Cây này là cốt đặc luôn quý anh em, hàng đảo quý anh em. Sâm cầu đời đầu rất là đẹp nè. Đế nè, cục đế nè, cục đế ha, cục đế rất là to luôn, bự em ha. Ôm xuống thằng là lắc luôn, nó đưa xuống với nè, làm tay chi mình nuôi tay chi với nè, tính từ đỉnh trở xuống nó gần mét với nè, tính từ đỉnh trở xuống đây nè mét, đi vòng vòng khoảng mét 2 mét 3 với nè. Cái này ép đất Nhật thôi, 2 người B với nè, Nhật 2 người B. Cái này thì con mùa trái của nó là rất là phê luôn, còn video trước luôn với nè, cách đây 11 tháng trước trái của nó rất là nhiều luôn. Hôm nay mình mùa này mình vô mình nuôi tai chi với nè, nó ra ít trái đó, mình bấm bỏ hết để mình làm tai chi lại cho nó đẹp với nè. Mỗi năm là mình phải làm một dàn xương để tai chi nó sẽ dày ra thêm với nè, dày xương dày tay ra ha, nuôi thêm các cái tay bánh đó để cho nó thành những cái cây nghệ thuật chơi với nha. Đấy. Thì giờ đã xong phòng thuyền, anh em yêu thích alo cho mình, cái số điện thoại Zalo 0932411987 với nha. Anh em mà nhu cầu giao lưu alo ha, số điện thoại Zalo 0932411987 đó với nha. Tính từ mặt chậu trở lên, tính từ mặt chậu trở lên nó cao 50, cây chậu luôn nó cao khoảng 75 với anh em ha, 75. Thì anh em yêu thích cái tác phẩm này alo cho mình về số điện thoại Zalo 0932411987 với anh em. Cho liệu với anh em một cái cây hải châu ha, dáng huyền bán đổ với anh em. Góc đế thì khỏi phải chơi luôn, riêng với anh em. Không ghép không có gì hết, cụ đế. Đây là khoảng 40. Nếu đo vuông bộ rễ và đế luôn. Này thân thì lớn hơn, khoảng 11 12 cm. Chỗ này thì nó to hơn. Anh em ha. Cụ to. Dàn xương tây thì làm rất là nhuyễn luôn rồi. Đây là bông này quý anh em, lạc bả chứ để làm gì đâu, nuôi để nuôi tây chi. Và dòng này trái rất là tròn như dương bi luôn quý anh em, xích trái tròn dương bi alo ha. Rồi về số điện thoại Zalo 0932411987 quý anh em. Cây lớn như quý anh em, không hề nhỏ đâu. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.